Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều chương 8 bài 8 trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác. Trước hết là các vào phần khởi động. Bạn Khanh vẽ hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy sao cho góc A phẩy bằng góc A và cùng bằng 60 độ. Góc B phẩy bằng góc B và cùng bằng 45 độ cụ thể kèm quan sát hình 79. Câu hỏi đặt ra là hai tam giác A phẩy B phẩy C phẩy và ABC có đồng dạng hay không? Tức là hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó có đồng dạng hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng vào phần nội dung chính của bài hôm nay. Một la mã, trường hợp đồng dạng thứ ba, góc góc. Chúng ta đã học hai trường hợp đồng dạng của tam giác, đó là trường hợp cạnh 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 và trường hợp cạnh góc cạnh. Trong video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác, đó là trường hợp góc góc. Tức là hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau cụ thể như thế nào chúng ta vào phần hoạt động 1 cho hai tam giác ABC A phải B phải C phải sao cho góc A phải bằng góc A góc B phải bằng góc B và cạnh A phải B phải nó khác cạnh AB tức là hai cạnh này nó không bằng nhau cụ thể các em quan sát hình 80 trên tia A phải B phải lấy điểm M A phải B phải lấy điểm M thỏa mãn A,M bằng AB. Qua điểm M, kẻ đường thẳng song song với B,C' và cắt tia A,C' tại điểm N. Tức là ta có MN song song với B,C'. Bây giờ kem chứng minh tam giác A,MN tức là tam giác màu vàng này bằng tam giác ABC rồi chúng ta chứng minh như thế nào theo giả thiết chúng ta có mn song song với b phải c phải vậy suy ra góc m bằng góc b phải hai góc đồng vị được chưa mà b phải lại bằng góc b b phải bằng góc b theo giả thiết góc m bằng góc b phải mà góc b phải bằng góc b vậy suy ra góc m bằng góc b như vậy tam giác màu vàng và tam giác ABC có góc A phải bằng góc A. A phải M bằng AB. Góc M bằng góc B. Vậy suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Rồi cụ thể, chúng ta cùng giải bài toán này như sau. Trước hết là ta có MN song song với B phải C phải theo giả thiết Từ đó ta suy ra À ở đây Các em phải chỉ rõ ra là góc M nào Góc A phải M nào Bằng góc B phải Rồi ở đây là tia này Như vậy là các em phải chỉ rõ ra là góc B phải nào Bằng góc A phải B phải C phải Rồi hai góc này bằng nhau Các em giải thích là hai góc đồng vị Mà góc B phải này nó bằng góc B mà góc A phải B phải C phải này nó bằng góc B. Ở đây nó chỉ có một góc B thôi, cho nên các em không cần phải chỉ rõ ra là góc B nào. Các em viết góc B chung thôi. Các em giải thích là theo giả thiết. Như vậy là góc M bằng góc B phải mà B phải bằng B, vậy suy ra M bằng B. Suy ra M bằng B. Suy ra A phải MN bằng góc B. Được chưa? a phải mn bằng góc b. Bây giờ Kem mới xét hai cái tam giác này, xét hai tam giác a phải mn và abc. Ta có thứ nhất là góc a phải bằng góc a theo giả thiết. Góc a phải bằng góc a theo giả thiết. Thứ hai là cạnh a phải M bằng cạnh ab. a phải M bằng cạnh ab cũng theo giả thiết. Thứ ba là góc a mn a mn bằng góc bằng góc b chúng ta vừa chứng minh xong như vậy là hai góc và một cạnh xen giữa của tam giác này lần lượt bằng hai góc và một cạnh xen giữa của tam giác kia thì ta suy ra hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc góc cạnh góc suy ra hai cái tam giác a mn và abc bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc rồi hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta suy ra được thêm điều gì à hai tam giác bằng nhau thì suy ra chúng đồng dạng với nhau suy ra tam giác a phải đồng dạng với tam giác abc mặt khác chúng ta có mn song song với b phải c phải theo giả thiết mn cắt hai cạnh của tam giác a phải b phải c phải và song song với cạnh còn lại thì nó tạo ra tam giác màu vàng là A phẩy N đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Ta suy ra tam giác A phẩy N đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Để thuận tiện ta gọi đây là một, đây là hai. Từ 1 và 2 chúng ta nhận thấy hai tam giác A phẩy B phẩy C phẩy và ABC cùng đồng dạng với tam giác A phẩy Cùng đồng dạng với tam giác A phẩy N. Vậy ta suy ra tam giác A B C phải đồng dạng với tam giác ABC theo tính chất bắc cầu. Từ 1 và 2 ta suy ra tam giác A B phải C phải đồng dạng với tam giác ABC. Được chưa? Rồi, theo giả thiết chúng ta có hai góc của tam giác A B phải C phải lần lượt bằng hai góc của tam giác ABC và chúng ta đã chứng minh được hai tam giác này đồng dạng với nhau. Như vậy, chúng ta kết luận nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì ta suy ra hai tam giác đó đồng dạng với nhau và cụ thể là theo trường hợp là góc góc. Rồi, từ đó ta suy ra tam giác A phải B phải C phải đồng dạng với tam giác ABC. Các em ghi nhớ, nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng. Để cụ thể hơn, chúng ta xét ví dụ 1 hai tam giác DEG và ABC. DEG và ABC ở hình 81 có đồng dạng hay không vì sao? À, chúng ta nhận thấy này. Tam giác DEG biết góc E và góc G, chúng ta dễ dàng tính được góc D. Bằng cách lấy 180 độ là tổng số đo của ba góc trong một tam giác. Ta trừ đi tổng số đo của hai góc còn lại. Như vậy là góc D bằng 180 độ trừ đi tổng của hai góc 45 độ và 70 độ thì chúng ta tính được góc D bằng 65 độ. Được chưa? Như vậy 45 độ bằng 45 độ, 65 độ bằng 65 độ, tức là hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia vậy ta suy ra hai tam giác đó đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc được chưa rồi xét tam giác D E G D E G ta có góc D bằng 180 độ trừ đi tổng số đo của hai góc còn lại tức là trừ đi tổng số đo của hai góc E và góc G E cộng G E cộng G bằng 45 độ cộng 70 độ. 45 độ cộng 70 độ. Và chúng ta tính được kết quả bằng 65 độ. Bây giờ kem mới xét hai tam giác D, E, G và A, B, C. Ta có góc D. Góc D bằng góc E vì cùng bằng 65 độ. Góc E bằng góc B vì cùng bằng 45 độ. Rồi từ đó ta suy ra hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc. Vậy tam giác DEG đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp là góc góc. Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 1. Cho hai tam giác ABC các em quan sát ABC và MNP thỏa mãn góc A bằng 50 độ, góc B bằng 60 độ. ABC và MNP góc N bằng 60 độ, góc P bằng 70 độ. Bây giờ các em chứng minh cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP. Rồi biết số đo của hai góc rồi thì chúng ta sẽ tính được số đo của góc còn lại thôi. Đúng không? Cụ thể chúng ta có thể tính được số đo của góc M này bằng 180 độ trừ đi tổng số đo của hai góc còn lại và bằng 50 độ. Góc M bằng 50 độ, được chưa? 50 độ bằng 50 độ, 60 độ bằng 60 độ. Như vậy là hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc. Trước hết là các em xét tam giác MNP, ta có góc M bằng 180 độ trừ đi tổng số đo của hai góc còn lại, tức là góc P cộng góc N. Góc N cộng góc P. N cộng P chính là 60 độ cộng 70 độ. 60 cộng 70 bằng 130. 180 trừ đi 130 bằng 50. Được chưa? Góc M bằng 50 độ. Bây giờ kem mới xét hai cái tam giác này. Xét hai tam giác ABC và MNP ta có Góc E bằng góc M. Vì sao? Vì cùng bằng 50 độ. Góc B bằng góc N. Vì sao? Vì cùng bằng 60 độ. Hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia. Vậy ta suy ra hai cái tam giác đó nó đồng dạng với nhau. Theo trường hợp là góc góc. Được chưa? Điều phải chứng minh. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây đã kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp Chúc các em học tốt